vàng nguyên khối AU750 tính full tới vài trăm viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên một về độ sạch, độ đẹp, đồng nhất về kích thước. Một chiếc điện thoại rất giá trị từ một trong những thương hiệu về điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới, đó chính là Vitu. Và đây là chiếc điện thoại Vitu Meta 2. Chiếc điện thoại này tình trạng khách mua là new tại Kỳ Lân Luxury chính hãng. Sau một thời gian sử dụng rất thích và rất đã về chiếc điện thoại này rồi, vì khách hàng này quyết định muốn nâng cấp lên về ngoại thất cho chiếc điện thoại trở nên sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu hơn. Vì vậy đã yêu cầu Kỳ Lân: Kỳ Lân ơi, anh muốn em làm cho anh những chi tiết ở phía sau này, ở hai đường viền này và ngay cho chữ V, miếng V bự này, full vàng, và kể cả những nút bên hông như là nút nguồn, phím âm lượng, và kể cả cái khay chứa khe sim, khay ổ sim, tất cả em phải làm cho anh là vàng nguyên khối AU750 và đến cho anh những viên kim cương hột xoàn tuyển chọn full lên cho anh. Và hai bên thanh này Kỳ Lân đã hoàn thiện xong, Kỳ Lân sẽ đưa vào đây. Kỳ Lân xin phép ra trước để cho quý khách hình dung, sau đó Kỳ Lân sẽ thực hiện và sẽ mời quý khách xem video tiếp theo sau khi Kỳ Lân hoàn thiện ráp vào chiếc máy để cho sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu hơn. Wow, có vàng, có kim cương tuyển chọn đưa vào thì chiếc điện thoại của chúng ta trở nên lấp lánh hơn nhiều. Đây là mình chỉ mới ráp vào để cho qua video cho tất cả quý khách hình dung được, là sau khi từ một chiếc điện thoại nguyên gốc mà sau khi được kết tông từ vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên vào, thì chiếc điện thoại sẽ trở nên lộng lẫy, long lanh, lấp lánh như thế nào và giá trị hơn rất nhiều. Bởi vì vàng và kim cương không chỉ giá trị về thời trang đẹp mà về là tài sản nữa, giá trị về tiền. Vàng nguyên khối AU750 tính full tới vài trăm viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên một về độ sạch, độ đẹp, đồng nhất về kích thước theo đúng tiêu chí của tất cả những hãng về đồ cao cấp xa xỉ trên thế giới. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.